Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Và đây là iPhone 12 phiên bản lock. Mặc cho mức giá ở hiện tại rất rẻ, chỉ vào khoảng độ hơn 15 triệu đồng, nhưng mình khuyên các bạn không nên mua. Vậy thì tại sao mình lại khuyên các bạn không nên mua? Thì hãy cùng nhau tìm hiểu một cách kỹ càng hơn trong video này nhé. À, thực ra ấy, ban đầu mình nói là không đáng mua thôi, nhưng mà kết quả cuối cùng mình đã mua rồi đấy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và mình đảm bảo các bạn rằng sau khi xem video này thì rất nhiều người sẽ click trực tiếp đường link ở phía phần mô tả đến với Shopee của mình để mua chiếc iPhone 12 lock này. Tại sao? Trước hết mình sẽ nêu ra những lý do khiến cho nhiều người cho rằng chiếc iPhone 12 lock này không đáng mua. Và cá nhân mình cũng thế. Nếu như các bạn mà muốn mua làm máy chính thì không nên mua. Vậy thì tại sao? Thứ nhất, đó chính là cái sim ghép của nó chưa ổn định à, khác với những chiếc iPhone 11 Pro phiên bản lock ở thời hiện tại. Sim ghép cứ chiến phà phà, cả năm chẳng bao giờ bị văng cái chip, cả năm chẳng bao giờ bị rớt sóng hay rớt mạng. Thì với chiếc iPhone 12 phiên bản lock này, nó gần như là rất ít máy có thể active lên được đấy. Và thứ hai nữa, cho dù active lên được đi chăng nữa thì cái độ ổn định của nó chưa cao à. Bằng chứng đó chính là mình cũng đã thử lắp Viettel, Mobi, Vina, Vietnam Mobile thì đa phần là chỉ là Viettel lắp được thôi đấy. Và ngoài ra Viettel lắp được đi chăng nữa thì nó cũng thường xuyên bị văng active ra, mình phải active lại, nó hơi mất công đó. Và đó chính là hai lý do lớn nhất khiến cho mình phải đắn đo cân nhắc trong việc là có nên lựa chọn chiếc iPhone 12 phiên bản lock này hay không. Nhưng mà đổi lại ấy, thì thực tế ra mình đang có quá nhiều iPhone đấy, iPhone của nhà mình quá nhiều luôn. Mình đang sử dụng chiếc iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế rồi, lắp sim vào rồi. Vậy nên là mình lựa chọn chiếc iPhone 12 này là máy phụ. Và tương tự như vậy, nếu như các bạn đang có một chiếc Nokia 1280, Samsung Galaxy S mấy, iPhone mấy, Oppo mấy gì đấy, mà các bạn cần một chiếc máy làm máy phụ, có nghĩa là bạn đã có một chiếc máy chính để liên lạc rồi, bạn mua chiếc máy này về thì cực kỳ ngon. Vậy thì tại sao? Thứ nhất, đó chính là thiết kế của nó rất đẹp. Đố các bạn nhận ra được đâu là điểm khác biệt giữa iPhone lock và iPhone quốc tế đúng không? Khi mà chúng ta cầm chiếc iPhone lock này ra ngoài đường, đảm bảo rằng úi trời, ai cũng nghĩ là iPhone quốc tế, và úi rồi ôi, cầm hơn 20 triệu đồng trên tay nó sáng hết cả tay đúng không? Trong khi đấy, nếu như các bạn lựa chọn những chiếc điện thoại khác trong cùng tầm giá khoảng độ 15 triệu đồng không có thương hiệu thì độ nhận diện của nó thấp hơn. Tết này mà cầm một chiếc iPhone 12 phiên bản lock này ra ngoài thì chất đúng không? Thứ hai, đó chính là camera của nó không có gì khác biệt cả. Phần cứng của iPhone lock và iPhone quốc tế hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. Không khác nhau bất cứ một cái gì. Màn hình, camera, phím cứng, rồi thì mọi trải nghiệm, con chip, RAM giống hệt. Và cái hay khi mà các bạn mua ở thời điểm tại đó chính là mức giá của nó rất 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 hời. Tại vì các bạn cứ nhìn vào lịch sử những chiếc iPhone 11 mà xem. iPhone 11 thời điểm đầu nhá, mới về, lock ấy, mức giá đâu đấy nó chỉ rơi khoảng độ 16 đến 17 triệu đồng mà thôi. Nhưng mà các bạn thử xem Sun Store bây giờ bán chiếc iPhone 11 Pro lock, mà Pro Max lock nhá, hơn 17 triệu đồng. Mức giá nó còn tăng lên cơ. Vậy nên áp vào chiếc iPhone 12 này cũng tương tự như vậy. Mức giá bây giờ gần như là mức giá chạm đáy rồi. Các bạn không mua ở thời điểm tại, nếu thời điểm sau có sim ghép ok phát, chắc chắn mức giá của sản phẩm này nó sẽ tăng lên. Và tăng lên nhiều hay ít nó phụ thuộc vào dung lượng thị trường. Và mình nghĩ rằng với cái mức giá hời như thế này ấy, thì nó sẽ tăng lên vào khoảng độ 16 triệu rưỡi đến 17 triệu đồng. Và lúc đấy thì ai sẽ là người hưởng lợi? Các bạn, những người đã sử dụng trước, mua trước những chiếc iPhone này thì nó mới là ngon. Chứ còn đợi thời điểm đấy mua thì ok, có sim ghép đấy, nhưng mà chúng ta lại mất thêm tiền. Các bạn thấy sao? Và tổng kết lại thì có thể thấy rằng là iPhone 12 lock bây giờ ấy, nó là món hời hay là món rác ấy, thì nó phụ thuộc vào cái trải nghiệm của bạn và cái nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu như các bạn đang có một chiếc máy khác để lắp sim rồi, các bạn không cần nhất thiết phải sử dụng cái iPhone này lắp sim thì ok, mua được và rất nên mua. Nhưng nếu mà để đánh đổi là các bạn bán hết iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, gom tiền lại để mua iPhone 12 thì mình khuyên là các bạn không nên mua. Như vậy
vì lúc đấy độ ổn định của nó chưa cao, lúc đấy chúng ta lại phải hy sinh quá nhiều thứ để lựa chọn một thứ nó hơi bấp bênh thì nó không đáng. Vậy thì các bạn, mình đánh giá sao về chiếc iPhone 12 phiên bản lock này? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye.